Vâng, Sam Summer là quân của bên phía đội anh Thành Tâm. Trong khi đó ở đội bên này là hai Babylon. Vâng, tương đối căng thẳng. Đội của Chim Sẻ vừa bật liền một nút 4 trận thắng không. Tỷ số hiện tại đang là 6-4 nghiêng về cặp đôi của Chim Sẻ. Vâng, như vậy là bên màn hình máy của Hồ Kiên thì đã có Hiêu về rồi. Bấy nhiêu năm. Trong khi bên phía nhà của Chim Sẻ đang đá Hiêu. Mặc dù bấy Hiêu là hơi khó lùa. Thực sự là khó lùa. Và cũng chỉ là bấy Hiêu 4 thôi. Vâng, với Hiêu 4 như thế này thì sẽ là cực kỳ yếu. Trận trước các bạn nhìn thấy Pan Hiêu 7, quả 7 nó kinh khủng như nào. Trận này Hiêu 4 quả 4 thì nó tù lắm. Trước các bạn là Hiêu 4 quả đầu như là 6 cây nó tù. Vâng, như vậy là gặp Seng của anh Thành Tâm rồi. Chim Sẻ là người gặp Seng. Và nhiều khả năng Chim Sẻ sẽ nằm xuống. Bài yếu quá. Vừa lên muộn mà lại vừa yếu. Cánh bên kia thì anh Kiên sẽ thi đấu với Sumerian. Và anh kia đã đóng nhà BB rồi. Đây sẽ là BB thứ hai chăng? Vâng, giá như máy vàng, mỗi máy vàng một trong máy vàng đổi máy đá thì thơm quá. Anh Kiên có ý định điền hoa. Nhưng thôi, rút về đóng ruộng rồi. Vâng, Chim Sẻ đã bị câu. Quẩy đá đã đến nhà. Vâng. Một tình huống chơi rất dị của Chim Sẻ. Nhưng gõ cái này nó lâu lắm. Vâng, chơi cái này nó lâu lắm. Vâng, xây cái chòi nó sẽ mất hơi nhiều thời gian một chút. Nhưng dù sao Chim Sẻ cũng đang bắt đầu chơi chòi rồi. Nhưng bạn luôn nhớ rằng quẩy mà nó phá thành chòi thì cực kỳ nhanh. Phải có dân sửa.
và cả màu 1, màu 8 đều sang đây rồi. Vâng, tôi về với bạn rồi. Chưa kịp xây xong chòi thì nông dân đã nằm. Hát thì thường cho dân nó sửa chòi cực kỳ nhanh. Chim sẻ chảy cối làm gì nữa. Vâng, như vậy tỷ số là rút ngắn xuống còn 5-6. Vâng, cái chòi nó yếu lắm. Quẩy mà nó choang thì chòi rất nhanh chết.